Dạ, Y Nguyên xin kính chào cô dì, chú bác, các anh chị và các bạn nha. Trong cái sự việc này cả nhà, thì Y Nguyên cũng muốn hỏi anh Đạt đến gọi một câu. Tại sao? Giống như là một cái tình con người với nhau, mình là con người với nhau. Huống gì anh Đạt là một cái người gọi là chữa bệnh đồ này nọ này kia cho tất cả các bệnh nhân trên toàn đất nước của mình. Đó, thì cái tình người với nhau thì mình cũng biết được á cả nhà. Trong cái sự việc, trong cái câu chuyện này nói về một cái tình người thôi chứ chưa nói về sâu xa về cái vấn đề gì hết. Ví dụ như cái câu chuyện này, một cái người con cả nhà đó, một bà mẹ giống như là cái chị cô Lon đó, cái bà cụ là bà cụ Lon đó cả nhà, bả giống như là sang tên lại cho con của bả đó, con của bà cụ Lon và vợ chồng của cô Lịch là con dâu đó, sang tên hết trơn lại cho cô Lịch đó, sang tên cái nhà đó lại cho cô Lịch. Hình như cái nhà đó hình như là 2 tỷ 7 nha cả nhà. Đó, 2 tỷ 7 nha. Rồi xong sang tên lại hết cho cô Lịch. Thì cô Lịch với ông chồng đó, thì ông chồng thì coi như là ông chồng cũng nghe lời cô Lịch. Đó, cho nên cô Lịch lại sang tên lại cho cô Lan. Đó, cô Lan là mẹ của cô Lịch. Đó, cả nhà thấy trong cái vấn đề này mình thấy toàn là chữ L không nghe cả nhà. Thì những cái cô chú này á cả nhà, giống như cô Lịch, cô Lan, cô Lon rồi đó. Đó, cô chú này cũng là nhà gần nhau, cách nhau chỉ có 500 mét thôi cả nhà. Nhưng mà trong cái câu chuyện này thì anh Đạt đến gọi là cái người đi lại. Đó, sang tên lại cho, giống như cô Lon, sang tên cho cô Lịch. Rồi cô Lịch đi sang tên lại cho mẹ của cô Lịch là cô Lan. Đó, cái nhà đó là cái nhà của cô Lon, cho con trai của cô Lon và cô con dâu là cô Lịch. Đó, thì đáng lẽ hai người này phải giữ lại cái nhà đó. Đó, rồi để phụng dưỡng cho cô Lon, cho bà cụ Lon mới gọi là đúng với cái đạo nghĩa con người, đúng không cả nhà? Đó, đúng với đạo lý làm người của mình, gọi là con người với nhau. Đó, cho nên cái câu chuyện này tại sao mà mình cũng hỏi anh Đạt đó một vài câu hỏi. Tại vì câu chuyện này như thế thì cô Lan, cô Lịch lại sang tên cho mẹ ruột của cô Lịch là cô Lan. Đó, tại sao không để lại mà cho cô Lan và chồng cô Lịch, cho cô Lịch và chồng cô Lịch giữ lại đi. Đó, sao trong cái tờ đất, giấy tờ đất rồi này nọ này kia rồi sao không để lại cho mà cô Lịch với chồng cô Lịch giữ lại, mà tại sao cô Lịch lại đi sang tên về cho mẹ ruột của mình? Nó xui gia với nhau, xui gia với nhau. Thì con dâu lấy nhà của mà mẹ chồng, lấy nhà của mẹ chồng cho nhà cho con dâu đó với con trai, thì con dâu lại lấy cái đó đi sang tên lại cho mẹ ruột của mình. Đó, cái đó là cũng hơi không đúng về đạo lý con người cả nhà, không đúng về đạo lý con người. Cái nào nó ra cái đó đàng hoàng, chứ nói chung tiền thì tiền, của cải tài sản thì tài sản, nhưng mà cái tình người là nó phải nằm ở trong tim đó. Tình người với nhau không bao giờ làm được cái điều đó. Đó, cho mình thì là quyền sở hữu, để cho mình thôi, để cho mình thôi. Tại vì cô Lon là cô Lon, tại vì cô Lon lớn tuổi rồi, bà cụ Lon lớn tuổi rồi cả nhà. Bà cụ Lon không biết gì, nếu mà bà cụ Lon bả biết về pháp lý là trước khi bả cho, bả phải ghi lại là tôi chỉ cho con trai của tôi thôi đó, con trai tôi là quyền đứng tên thôi, từ đây tới tôi chết không được bán, không được này nọ này kia, chỉ giữ lại phụng dưỡng cho tôi. Đó là một cái điều đúng, nhưng mà bà cụ Lon bả lớn tuổi cả nhà, bả đâu có rành, bả đâu có biết, cho nên bị cái con dâu là cô Lịch lấy xong rồi cô Lịch lại sang tên lại cho mẹ ruột của mình là cô Lan. Đó, cái câu chuyện này như thế. Cho nên anh Đạt đến rồi anh mới vô cái câu chuyện này, anh mới làm nên cái sự việc này đó. Và hiện tại bây giờ thì nghe nói là anh đã quay xe, anh không có muốn nhúng tay vô cái sự việc này nữa đó. Nhưng mà trước khi anh quay xe thì làm gì làm, cái bà cụ Lon thì bà cũng lớn tuổi rồi anh Đạt à, thì bà cũng đâu có biết về luật pháp hay là am hiểu về được sau này cái thời đại nó hiện đại như bây giờ. Thì mình ra đi thì thôi, mình đừng nói những câu đau lòng để cho bà cụ Lon đau lòng. Thì anh Đạt đến rồi anh nói là tại sao cái mà bà cụ Lon không nói với anh Đạt là bà cụ Lon có thêm ba người con gái nữa đó, tổng cộng là bốn người con cả nhà. Là cái ông con trai đầu tiên là bà cụ Lon cho nhà đó cả nhà. Đó, cái ông con trai là bà cụ Lon cho nhà cho hai vợ chồng của cô Lịch với ông con trai đó. Đó, rồi ba người con gái là ba người con gái đi lấy chồng rồi, thì ba người con gái đó cũng không muốn lấy tài sản gì hết đó. Thì anh Đạt anh lại nói là tại sao không nói cho anh biết là bà cụ Lon có thêm ba người con gái nữa. Nếu mà nói hay không nói thì cái đó nó cũng đâu có cái vấn đề gì trong cái sự việc mà tranh chấp gia sản, đúng không cả nhà? Đó, và ví dụ như nói hay là không nói, cái vấn đề nó cũng không có gì liên quan tới cả nhà.
nó không có vấn đề liên quan tới. Nhưng mà anh Đạt thì hứa là anh Đạt sẽ mua lại cái miếng đất đó. Tại vì cái miếng đất đó bây giờ bà Lan, mẹ của cô Lịch đó cả nhà, đó là mẹ ruột của cô con dâu hiện tại là sở hữu miếng đất đó, xong rồi bán lại cho một cái người khác đó, mà cái người khác đó cũng là bà con gì, bà con xa gì với bà cụ Lon đó cả nhà. Đó, nó trải qua như vậy thì bà cụ Lon bả mấy bức xúc đó, bán miếng đất thôi nha cả nhà, miếng đất thôi nha. Còn căn nhà thì cái nhà đó hiện tại là cô Lịch với chồng cô Lịch đang ở đó, rồi miếng đất kế bên nhà là bà cụ Lon bả không muốn ở trong nhà đó nữa, tại cái nhà đó là ngày xưa là của bà đứng tên đó, bà cho lại cho con trai với con dâu, nhưng mà cuối cùng con dâu đem lại cho bà mẹ ruột của con dâu là đứng tên đó. Thì bây giờ bà nói là bà buồn bã quá, bà không muốn ở đó nữa, bà đi ra ngoài kế bên cái miếng đất đó, bà cắt cái chòi bà ở, là nguyên một cái làng, nguyên một cái xóm gì đó ai cũng đều là thông cảm và thương cho bà cụ Lon này đó. Thì anh Đạt anh lại đến anh giúp đỡ, nhưng mà thật sự nếu mà mình á là một người thương người thì mình hãy thương cho chót, nếu mình không giúp được cái này thì cũng giúp được cái khác, đúng không? Chứ tại sao mà đi xong rồi một cái rồi quay lại, rồi trong cái sự việc đó thì mình cũng biết mỗi người nhìn nhận giống như anh Đạt. Nhưng mà mong anh Đạt đừng có nói cái gì đau lòng về bà cụ Lon. Thì ở đây thì anh em ở trong đây thì cũng rất là coi kênh của anh Đạt đến rồi, cũng rất là quý mến anh đó. Tại vì anh là một cái người là có một cái gọi là phòng thuốc để trị bệnh cứu người đồ nào này kia, thì những anh em rất quý mến. Nhưng mà qua cái chuyện này thì mình thấy hơi có gì đó gọi là idol của mình đó, nó hơi bị giảm xuống cả nhà đó. Giống như là hơi là giống như xưa là thần tượng anh Đạt biết bao nhiêu, thì hiện tại bây giờ thì anh Đạt thì bây giờ là tụi em cũng đã không có thần tượng anh nữa. Tại vì làm gì làm, mình là đàn ông, mình là con trai, thì mình không giúp được bà cụ thì thôi mình đừng có nói về tại sao bà cụ đó nói bà cụ không còn thêm 4 người con nữa, bả lừa dối tôi đồ này nọ này kia gì vậy, đúng cả nhà. Tại vì trước khi anh Đạt đã muốn đi giúp một cái hoàn cảnh nào, hay là anh Đạt muốn vô để tìm hiểu vô một cái gia đình nào này nọ này kia, và ekip của mình để đi đến đó quay, thì làm gì mà vòng vòng ở sớm người ta không nói trước, đúng cả nhà. Ví dụ như bây giờ Y Nguyên đi lại cái nhà đó muốn giúp cái hoàn cảnh đó, thì bảo đảm Y Nguyên cũng phải hỏi vòng vòng ở sớm để người ta nói coi bà này bà hiền hay bà dữ, rồi con cái bà đâu, sao mà bà ở mình nên trong cái chòi vậy. Thì bảo đảm ở sớm người ta cũng kể lại bà này bà có bao nhiêu đứa con gì làm gì sớm người ta không kể cả nhà. Ở sớm người ta kể hết chứ làm gì không kể, đúng không cả nhà. Cho nên á, cái gì cái giống như là mình á không muốn giúp thì thôi, thì mình nói trong khả năng của tôi đó, mình nói thiệt con người thiệt, trong khả năng của con giúp cụ Lon như thế là đã đủ rồi, tại vì con thấy là cụ Lon là như vậy đó. Chứ mình đừng có nói là quay xe với cụ Lon để làm cho bà cụ đau lòng. Và thêm một phần nữa là mình nói tại vì cụ lừa dối tôi cụ khơi đó, tụi không nói cụ có 4 người con, bây giờ cụ mới nói cụ có 4 người con đó, đúng không cả nhà, đúng không? Mà lừa dối thì tại vì sao mà lừa dối, thì lúc đầu anh Đạt không lên, 1-2 ngày sau anh Đạt không lên đính chính đi, mà anh Đạt đã làm trong cái vụ này nửa tháng trời rồi, anh Đạt mới biết là bị lừa dối về cái vụ mà bà cụ Lon có thêm 3 người con gái nữa đó. Anh Đạt anh nên là con nuôi của cụ Lon mà đó, sẽ giúp cụ Lon mua lại cái nhà đó để cho mà cụ Lon ở đồ tùm lum tùm la mà cả nhà. Nhưng mà mua thì ở, thì mua thì cho ở thôi, chứ nhưng mà giấy tờ chắc anh Đạt cũng là người đứng tên, giống như cụ Lon chỉ là ở đỡ thôi đó, ở đỡ thôi. Nhật bà cụ cũng lớn tuổi rồi, ăn nhiều chứ ở nhiều cả nhà, thật sự nói mình ăn nhiều chứ ở nhiều. Còn nói về cái sự việc của cụ Lon thì nói thẳng ra cụ Lon không phải là một người nghèo đó, một người cũng có tiền có của đó, có của, nhưng mà cho cô con dâu mà cô con dâu làm như thế thì cụ Lon rất bức xúc đó. Rồi thêm cái sự việc nữa, cả nhà, cụ Lon á muốn sang tên đó, muốn sang tên một miếng đất nữa để cho con trai đó, cho con trai của cô Lịch đó là cháu nội Đức Tôn đó đó. Nhưng mà con trai của cô Lịch lại sang tên cho bà ngoại luôn, là sang tên cho bà Lan luôn đó. Cụ Lon buồn rồi càng buồn thêm nữa, rồi miếng đất đó mới đi bán lại cho người khác. Bán lại cho người khác mà người khác mua đó đó cả nhà. Đó lại là bà con xa với cụ Lon. Đó cả nhà thấy đau không cả nhà? Đau không? Nói chung á là những cái cụ lớn tuổi á cả nhà. Trong cái đoạn clip này á thì ai có coi được sau này những cụ lớn tuổi nào á mà có tiền có của đồ này nọ này kia đó, thì hãy nên tìm một luật sư. Đó, mình biết cái kênh của mình đăng lên cũng có rất nhiều cô chú lớn tuổi coi.
đó, mình hãy nên tìm một luật sư. Tại vì trong cái lúc mà mình ký giấy, mình ký kết, mình cho con, cho cháu hay là cho bất kỳ ai thân thuộc với mình, mình có quyền đề nghị mày chấp nhận cái lời đề nghị này hay không. Còn không chấp nhận tao không cho mày. Đúng không cả nhà? Ví dụ như tại cụ Lon không biết về cái vấn đề nói chung là luật pháp với cả nhà. Nếu mà cụ Lon biết về luật thì cụ Lon trước khi á, ký giấy cho con trai của cụ Lon và con trai của Lịch thì cụ Lon phải ghi âm cho mà luật sư tới ghi âm rồi lên phòng công chứng rồi giấy tờ ghi ra rõ đàng hoàng hết trơn luôn. Đó là phải ghi ra nói là cho con trai tôi tên gì và con dâu tôi tên gì. Đó. Từ đây tới tôi chết là phải lo cho tôi ăn uống ngủ nghỉ này nọ này kia như vậy, bệnh hoạn đồ này nọ này kia, là phải lo chôn cắt tôi đàng hoàng. Và từ đây tôi sẽ cho một cái nhà và miếng đất này tôi để lại cho một người con của tôi và người con dâu của tôi. Đó. Và không được, từ đây tới tôi chết là không được sang tên, không được bán, không được gì hết. Phải gìn giữ để làm nhà từ đường sau này. Đó, để phụng dưỡng tôi. Đúng không cả nhà? Đó, thì từ lúc tới tôi chết đi, không được bán đi. Tại bán nhà đâu ở. Đúng cả nhà? Đó, rồi mai mốt bà cụ Lon mới chết rồi làm ăn này nó này kia. Sao muốn bán gì thì bán. Đó, rồi tới mai mốt, tới cái đời mà con bán đi rồi không có nhà, không có cửa nữa. Thì thôi luôn. Đúng cả nhà? Tại vì trong cái sự việc này cả nhà thì nghe nói là cái cô con dâu này với cụ Lon á là bình thường là không có ưa nhau, giống như là mặt trăng với mặt trời đó. Đó, cho nên á cái sự việc sau này á cái cô con dâu mới nịnh cụ Lon, cho nên cụ Lon mới cho xong rồi thì cô con dâu lại sang tên lại cho mẹ ruột của mình là cô Lan. Đó là bà cụ Lan, bà cụ Lan ở gần đó luôn. À, cũng gần đó, cách nhau cũng có 500-600 mét cả nhà. Đó, hiện tại bây giờ mình thấy như thế cả nhà. Tại vì mình không có cái gì, tại mình bức xúc có vấn đề là anh Đạt đến rồi. Thì hồi đó ảnh cũng là một cái thần tượng, tối nào mình cũng coi YouTube của ảnh. Nhưng mà sau cái sự việc, sau cái đời drama xử lý ở ngoài xã hội thì mình làm như mình thấy anh Đạt cũng chưa có gì gọi là mà đối xử cho nó cân bằng với nhau. Đúng không cả nhà? Chưa có gì gọi là cân bằng với nhau. Nếu mình không giúp được cụ Lon thì mình đừng có làm những lời cay đắng, hoặc là mình âm thầm mình nói con của bận việc gia đình, hay là con không đủ sức lực, hay là con này kia, hoặc là con thấy cô như thế, con giúp cô như thế đủ rồi. Chứ tại sao mà nói cụ Lon lừa dối. Đúng không cả nhà? Một cái câu lừa dối á, lừa dối mình này nọ này kia, cái câu lừa dối nó rất là nặng. Nó rất là nặng. Nếu mà mình không thương thì thôi, thương người thương cho chót, không thương thì thôi, đừng nói lời cay đắng. Nói như thế thì một bà cụ bà buồn nữa cả nhà. Và mình phải tìm hiểu hết trơn đúng sự thật như thế đi. Rồi mình hả lên, mình hả ủng hộ, rồi mình đòi làm con nuôi của người ta. Và một khi mình đã miệng mình nói rồi, mình là một cái người làm ăn lớn, chữa bệnh cứu người, rồi làm ăn kinh doanh này kia, thì mình phải có uy tín, mình phải giữ chữ tín. Cả nhà, mình không biết anh Đạt như thế nào ha cả nhà, thì mình nói vậy thôi. Chứ những người mà người đã làm ăn kinh doanh lớn cả nhà, một lời nói của ta xuất phát từ cái miệng người ta ra thôi, bằng 10 tờ giấy ra công chứng. Đó, những dân kinh doanh làm ăn lớn, một lời nói người ta xuất phát bằng cái miệng người ta thôi. Đó, giống như là những người ở trong Sài Gòn, trong chợ lớn đâu người ta làm ăn đó cả nhà, tiền bạc tỷ với nhau không đó, dân buôn, thương buôn về mặt hàng rau cải hay chén đũa hay là này kia cái gì, giao qua đi rồi ngày mai tôi trả tiền, là đúng cái ban ngày mai mấy giờ, ngày giờ nào, tiền tỷ với nhau không cả nhà. Đó là một lời nói thôi, là bằng hơn 10 tờ giấy đi ra công chứng. Những cái người mà người ta thật sự làm ăn kinh doanh mà người ta được cái gọi là có tầm cỡ xã hội á, đó thì người ta nói như vậy đó. Thì những cái tờ giấy đó là chỉ là công chứng cho đúng này kia thôi, nhưng mà con người mình phải uy tín nữa. Sau này á nhiều người mới thương mình, và sau này mình mới làm ăn, mình mới phát triển được. Đó, những cái người mà kinh doanh lớn cả nhà, người ta nói vậy đó. Thì Nguyên cũng chia sẻ là cho cả nhà được biết. Sau cái đoạn clip này thì những cô chú lớn tuổi đó mà coi được á thì hãy hiểu về cái gì, về giấy tờ đất đai rồi này kia, sau này mình muốn cho ai hay là này nọ này kia cái gì. Tại thời buổi bây giờ nó hiện đại rồi thì cô chú lớn tuổi phải điện cho một cái văn phòng luật sư hay là điện cho một luật sư nào đó ở trên mạng, mình tham khảo thử rồi mình coi văn phòng được á thì mình hãy hỏi người ta, rồi người ta tới nhà người ta tư vấn cho mình, rồi người ta kêu công chứng đồ này nọ này kia thừa phát lại rồi tới nhà làm giấy cho mình luôn. Nhưng mà mình phải có điều kiện khi mình cho. Tại vì mình cho, đứa con nào tốt với mình thì mình cho, còn không tốt thì thôi không cho. Đúng không cả nhà? Tại vì bà bỏ công, bỏ sức nuôi lớn rồi.
nuôi con lớn rồi mà còn cuối cùng bị như thế nữa. Nhưng mà mình thấy cái tình người ở đây cả nhà, nó rất là gọi là ai nguyên cái làng, nguyên cái xóm đó, cái tình người nguyên một khu đó, ai cũng thương bà cụ Lon á. Nó thương bà cụ Lon là tại sao? Thương cái gì? Tại sao tôi cho con trai với con dâu mà con dâu đi lấy hết trơn những cái tài sản của tôi đi sang tên lại cho mẹ ruột, mà mẹ ruột đi bán lại cho người khác nữa. Đó, cả nhà thấy không? Cái tình người đó nằm ở đâu? Đúng không? Cái tình người nằm đâu? Nói, chưa nói về luật pháp nữa cả nhà. Nói về cái tình con người thôi. Cái tình con người thôi cả nhà. Nó nằm ở đâu? Đúng không cả nhà? Cái tình con người nó nằm ở đâu? Mà tại sao làm được như vậy? Đúng không cả nhà? Bởi vì nguyên một cái làng, nguyên một cái khu đó, ai cũng đều yêu thương, yêu mến cái bà cụ Lon. Tại sao? Tại bà bị người ta chơi trên đầu. Chơi trên đầu là ai? Là cái bà con dâu. Đúng không cả nhà? Nói thẳng ra, nếu mà nói tới nói lui nói như vậy. Rồi tại sao cái bà con dâu bà lại sang tên cho mẹ ruột của mình? Đó, tại vì bà con dâu á, bà sợ sang tên cho bà con dâu bán thì bị người ta nói. Chắc sang tên cho mẹ ruột mình, cái mẹ ruột mình bán chắc không bị người ta nói. Đó, cái này là bị quá nhiều người nói luôn cả nhà. À, bởi vậy thì mình cũng mong á là anh Đạt á, ảnh coi được cái clip thì ảnh cũng như là thương người thì mình thương cho chót đó. Dù gì đi nữa thì cụ cũng lớn tuổi rồi đó, những người nói chung là người già với trẻ em mà cả nhà, thì người ta đâu có bằng thanh niên, đâu có đầu óc nhạy bén đồ này nọ này kia bằng những người trẻ được, những người thanh niên đồ được cả nhà. Cho nên người ta cũng không có gành về luật pháp, cũng không có gành về thời đại hiện đại bây giờ, thời 4.0, mạng miết đồ này nọ này kia các thứ cả nhà. Đó, thì Nguyên muốn chia sẻ một cái đoạn clip này đến với cả nhà để cho cả nhà hiểu thêm về cái sự việc đó. Đó, mình chỉ nói về cái tình con người với nhau thôi. Đó, nếu mà không yêu thương thì thôi đừng có nói lời cay đắng. Giống như là anh Đạt thì mình đó tới giờ mình cũng gọi là hâm mộ đó. Hâm mộ đó cả nhà. Ví dụ như anh Đạt nói mẹ của anh Đạt á, thì mình nghe phong phanh đâu á là mẹ của anh Đạt đến gọi cả nhà. Thì nói là cái nhà đó nhiều, cái nhà đó là cái bà mẹ của con dâu, mẹ ruột của con dâu đó, đó là bà Lan đó, là bán lại cho cái người kia là nhiều. Đó, bán người cho cái người ngoài là nhiều. Đó, cái người bà con xa nữa cả nhà. Đó, bán lại cho bà cái người ngoài đó là nhiều, là 2 tỷ 7 đi. Thì mẹ ruột của anh Đạt kêu là phải mua cái đó đúng giá 2 tỷ 7 thôi. Ví dụ như cái người ngoài người ta mua 2 tỷ 7 thì anh Đạt ảnh mua 3 tỷ người ta mới bán, có lời người ta mới bán. Chứ người ta mua 2 tỷ 7 rồi bán lại 2 tỷ 7, người ta đâu có bán. Đúng không cả nhà? Đúng không? Đó, thì mình thấy anh Đạt với mẹ anh Đạt cũng lên clip và nói chuyện với nhau rồi này nọ này kia các kiểu, là bà cụ Lon đó bà không nói được sự thật cho con biết gì, bà có 4 người con nọ này kia. Nhưng mà 4 người con hay không 4 người con cả nhà thì cái đó cũng đâu quan trọng. Quan trọng là cụ Lon bị cái cô con dâu đó, bị cái cô con dâu đó đó qua mặt mình, cho nên cụ buồn. Mình nghĩ chắc cụ buồn từ đây đến cuối đời luôn cả nhà. Đó, ví dụ như tình người nhau cả nhà, đúng không? Thì tiền bạc á thì xài cũng hết, ăn cũng hết, nhưng mà mình sống sao thấy vui vẻ thôi được rồi, đúng không? Để sau này á mình còn ngước mặt ngẩng mặt lên với đời nữa. Đó, bây giờ nguyên cái làng, nguyên cái xóm khu đó cả nhà, ai cũng đều yêu thương bà cụ Lon hết. Tại thấy cái hoàn cảnh như vậy, một cái người giàu, nói chung là người giàu cũng khóc đó cả nhà, thấy không? Đó, người giàu cũng khóc đó. Nếu mà nói thật ra là bà cụ Lon bà nghèo thì sao bà có nghèo được? Bà nghèo sao bà có đất có đai bà cho con bà được? Đó, hiện tại tại sao mà bà không vô cái nhà đó ở, bà qua ra ngoài bà cắt cái nhà riêng bà ở cả nhà? Tại vì á bà buồn, cái nhà đó ngày xưa là của bà, giấy tờ là lũ bà đứng tên, bà trông bà ở là phải nhà của bà. Tự nhiên bà cho con trai bà đó với con dâu hai người đứng tên. Đứng tên xong cái con dâu đem về đưa cho mẹ ruột. Hiện tại bây giờ cái nhà đó là của mẹ ruột của cô con dâu đứng tên, là bà Lan đứng tên, bà cụ Lan đứng tên. Đó, cho nên bây giờ đó bà cụ Lon bà buồn quá, bà dời, bà cắt cái chòi nhỏ đó, giống như cái chòi nhỏ ở ngoài cái miếng đất kế bên Hồng bà ở gì cả nhà. Đó, cái miếng đất kế bên Hồng bà ở gì đó. Chứ bà không có mà ở trong nhà đó. Tại sao? Tại bà đó giờ đó nhà không phải của bà còn sống mà. Bà còn sống mà, chứ bà đâu có chết đâu mà tại sao qua mặt bà như vậy? Muốn gì thì đợi, bà lớn tuổi đi. Đúng cả nhà, tại sao? Tại vì bà không có hiểu được đó, lực rồi bà không hiểu gì. Con cái kêu sang tên này kia thì bà ra, bà chỉ ký thôi. Chứ bà không có ra điều kiện. Đó, còn nếu bà ra điều kiện thì bây giờ ai dám lật lọng đường vậy? Đúng không cả nhà, ai dám lật lọng đường vậy? Nhưng mà nói chứ mình thấy đúng là làm cái gì làm thì trên mặt pháp lý cũng đã xong, giấy tờ đã gì vậy rồi. Nhưng mà còn tình người. Tình người với cái danh tiếng của mình, cái chữ tín của mình nữa cả nhà.
Tiền mua không bao giờ được, tiền mua không bao giờ được đó. Cái chữ tín của mình là tự mình phải tạo ra cái uy tín của mình. À, mình nói là phải này kia với cái tình người mà người ta đã thương mình thật lòng rồi cả nhà, cái đó tiền mua không được đó. Giống như ngày xưa anh em ở đây cả nhà cũng coi kênh của anh Đạt đến rồi, yêu mến anh Đạt đến rồi, giúp người đồ này nọ này kia, cứu người đồ, chữa bệnh đồ, cũng dẫn chỉ dẫn đồ, ai mà đau khớp đau gì đi là Đạt đến rồi, là hay lắm á, đỉnh lắm á, làm được ok lắm. Cuối cùng ra cái giống như làm cái sự vụ của bà cụ Lan cụ Lon xong cái mình thấy anh Đạt coi như là mình hết thần tượng anh Đạt luôn đó, coi như là mình hết thần tượng ảnh luôn cả nhà đó. Coi như là tiền á mua không được đâu, người ta thần tượng mình là mình phải có đứng 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 trên cái đỉnh cao rồi, mình phải để với người ta thần tượng mình như vậy mới hay. Với mình là đàn ông mà cả nhà, mình nói là phải làm đúng không, nói là phải làm đó. Thì Nguyên chia sẻ ngắn gọn đến với cả nhà như thế đó, để có cái gì rảnh rảnh thì Nguyên cũng lên chia sẻ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha, đã theo dõi của mình nãy giờ cũng hơi lâu ha cả nhà đó. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh mình rất nhiều, hãy chia sẻ like và đăng ký cho mình để cho mình gửi cái clip này đến với thần tượng ngày xưa của mình, đó chính là anh Đạt đến rồi đó. Còn bây giờ thì anh Đạt đến rồi không phải là thần tượng của mình nữa đó. Thì mong cả nhà, cảm ơn cả nhà theo dõi nha. Đó, mong cả nhà like chia sẻ, có gì gửi đến những cái lời mà giống như là fan hâm mộ, thần tượng khán giả trên YouTube, nói với anh Đạt như vậy đó. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.